Laptop có card RTX 4050 mà lại chỉ nặng 1,8 kg. Không ai khác, đó chính là Asus Gaming VivoBook K3605ZU. Cùng Hacom khám phá xem em nó có điều gì đặc biệt mà khiến các anh em game thủ điêu đứng như vậy nhá. Laptop Asus VivoBook thì đã là một cái dòng khá là quen thuộc của nhà Asus rồi. Và ở đây chúng ta đang có là Gaming VivoBook. Về tổng quan thì thiết kế của nó sẽ không thể nào mà hầm hố hay là kiểu đậm chất gaming như các dòng laptop gaming bình thường đâu, mà nó sẽ theo thiên hướng đấy là tinh tế này, tối giản, đơn giản hơn một chút, đúng chất đấy là anh chị em trong họ nhà VivoBook. Nhìn thiết kế thế này thì đúng là chẳng ai nghĩ đây là một chiếc laptop gaming đâu. Nó có thể mở được 180 độ này, mỏng, nhẹ, hơi hướng thiết kế doanh nhân hơn một chút. Nếu xét về màn hình 16 inch thì mình xin khẳng định là VivoBook K3605ZU đang là top những chiếc laptop gaming có trọng lượng nhẹ nhất là 1,8 kg, nên anh em sẽ thoải mái di động này và mang em nó đi bất cứ đâu. Tỷ lệ 16:10 hiện nay thì đang khá là trending, nên là mình thấy các dòng laptop ra gần đây thì hầu như là tỷ lệ này xuất hiện liên tục, và em laptop này cũng không phải là một ngoại lệ. Cổng kết nối của nó thì khá là đa dạng. Ở đây thì mình đang thấy là một USB Type-C này, hai USB Type-A, một HDMI 2.1 và một jack cắm tai nghe 3.5mm. Điểm qua một chút về thông số của VivoBook K3605ZU. Chúng mình có CPU Intel Core i5 12500H, RAM 16GB onboard còn chống được một khe, ổ cứng 512GB có thể nâng cấp hoặc là thay thế, và có card RTX 4050 6GB GDDR6. Tấm nền của nó là IPS 144Hz. Xét về cấu hình thì Asus Gaming VivoBook K3605ZU này đang là một cái mẫu laptop mà có những cái thông số cơ bản mà mình nghĩ là kể cả dân sáng tạo hay là anh em game thủ đều đang tìm kiếm. Nếu mà xét về tầm giá 20 triệu thì mình xin khẳng định luôn, thông số này với em laptop này đang là một trong những mẫu laptop gaming sáng giá trong cái tầm giá 20 triệu. Và với một chiếc laptop có cấu hình khủng như này thì chắc chắn là anh em sẽ rất là mong chờ cái phần mà test hiệu năng của nó, đúng không? Sau khi mà mình sử dụng thì mình thấy là với chiếc laptop này thì anh em sẽ render thoải mái này, hay là sử dụng các phần mềm AI, Photoshop các thứ đều cực kỳ ok luôn. Còn sau đây thì mình sẽ có một số những cái tựa game để anh em test xem là hiệu năng của nó như nào nhá. Với phần test game thì lần này mình sẽ chọn test tựa game CS2 ở mức max setting. Thì các bạn có thể thấy là hầu như là FPS nó đều dao động ở mức hơn 100. Đây là mức khá là ổn định và mọi người cũng yên tâm. Đấy là với những tựa game khác thì em laptop này vẫn chiến tốt nha mọi người nhá. Vì hiệu năng của nó quá là khủng đi mà nó lại được gói gọn trong một cái chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này, nên là anh em cũng phải lưu ý, đấy là nếu mà mình chơi game này hoặc là làm việc trong một cái khoảng thời gian dài thì khả năng cao là nó sẽ bị nóng máy. Để khắc phục điều này thì hoàn toàn có thể là mua đế làm mát hoặc là giá đỡ laptop, thì anh em sẽ hạn chế được cái việc là bị nóng máy hơn nhá. Và đó là Asus Gaming VivoBook K3605ZU, một đối thủ cực kỳ nặng ký trong tầm laptop gaming trị giá khoảng 20 triệu. Anh em thấy em laptop này như thế nào? Comment bên dưới cho chúng mình biết nhá. Còn bây giờ thì bye bye.